Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Đa Phát. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một bản tin video về nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 6, cũng như chúng ta sẽ cùng nhau xem lại và đưa ra các cái kịch bản cho phiên giao dịch ngày mai, ngày 24 tháng 6. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn lại một số mã cổ phiếu của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nó vận động ra sao. Và chúng ta có thể thấy là trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, có thể nói là cái thị trường giai đoạn này đánh rất là khó. Không có ai có thể nghĩ được rằng cái phiên ngày hôm qua là một cái phiên ép bán mạnh như vậy, và cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên kéo các cổ phiếu tăng xanh, tăng tím, tăng ầm ầm như là uptrend trong thị trường uptrend ấy. Thì phải nói là lái của Việt Nam đánh rất là kinh khủng anh em ạ. Họ nắm được hết các tâm lý của anh chị em nhà đầu tư. Họ biết rằng ngày hôm qua rất nhiều anh chị em mình đã tiến hành cắt lỗ các cổ phiếu, và ngày hôm nay chỉ cần một cái gẩy nhẹ thôi là nó kéo thị trường lên xanh, lên tím rất là mạnh. Đấy. Và chúng ta hãy cùng nhau đi xem lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó có những cái biến động như thế nào, nó mạnh mẽ ra sao, hay là nó đang yếu, nó thể hiện một điều gì đó. Thì xin mời các anh chị em chúng ta cùng nhau đi xem thị trường ngày hôm nay nhé. Anh chị em nhìn thấy vào cái bảng điện thì mọi người cũng đã biết được rằng thị trường này của chúng ta ngày hôm nay cổ phiếu xanh tím rất là nhiều, có đến 318 mã cổ phiếu tăng, 50 mã tham chiếu và 153 mã giảm giá. Thì hầu hết những cái mã cổ phiếu mà các anh chị em nhà đầu tư chúng ta ngày hôm qua tiến hành cắt lỗ thì ngày hôm nay nó quay đầu, nó xanh, nó tím. Hầu hết thì cái tâm lý của mọi người là đều nói rằng hôm qua là cắt đúng đáy rồi, cắt đúng đáy rồi, và hôm nay nó quay lại nó tăng thì mọi người cảm thấy rất là tiếc nuối. Nhưng theo mình ý, nếu mà muốn tồn tại thời gian lâu dài và có thể chiến thắng thị trường thì chúng ta phải đặt ra các cái nguyên tắc cắt lỗ của mình. Khi cổ phiếu mà vi phạm cái nguyên tắc cắt lỗ 4%, 8% thì anh chị em cứ tự tin mà cắt lỗ. Bởi vì các anh chị em hôm nay có thể nhìn thấy là thị trường nó đánh lừa chúng ta, nó kéo lên thì mọi người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại một cái quan điểm khác, đó là hôm nay thị trường mà nó lại giảm thêm một cây sàn nữa thì chúng ta tính sao? Chúng ta mua tỷ trọng nhỏ thì không làm sao cả. Đối với các anh chị em mua vốn lớn, một phiên giảm sàn có thể mất tới 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu. Thì các anh chị em nghĩ sao về điều này? Nếu chúng ta không quản trị rủi ro, chúng ta hôm qua không cắt, hôm nay nó sàn chúng ta mất 50 triệu, nhưng hôm nay nó trần thì chúng ta lại tiếp cái số tiền chúng ta có được. Nhưng các anh chị em có bao giờ nghĩ rằng nếu chúng ta mà tiếp tục như vậy, chúng ta không đặt ra các nguyên tắc cắt lỗ mà thị trường nó giảm tiếp, lần sau chúng ta lại làm như vậy, chúng ta không cắt, thị trường nó giảm không những một phiên mà hai phiên thì sao? Đấy. Thì cái sự trả giá của anh chị nó sẽ như thế nào? Khi chúng ta đã quyết tâm cắt lỗ thì chúng ta phải nghĩ đến việc là chúng ta sẽ có cái này hoặc là mất cái kia. Đấy. Khi cắt lỗ thì chúng ta quản trị rủi ro, chúng ta có thể giữ lại được tiền. Đấy. Đề phòng trường hợp thị trường nó giảm sâu, giảm tiếp theo. Và chúng ta có thể nhìn thấy là thị trường của chúng ta nó cũng không được đẹp, nên cắt lỗ cũng là một cái điều đúng. Nhưng khá là bất ngờ thì thị trường hôm nay nó quay đầu nó tăng điểm. Đấy, thì thôi mình cũng rất là nể các anh lái của Việt Nam, các anh đánh cũng rất là kinh. Không cho anh chị em nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng tôi kiếm tiền trong giai đoạn này. Thì thôi, chúng ta sẽ rút tiền ra, chúng ta chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo. Lái nó kéo nó đạp, không có ai vào mua, không ai bán, thì nó sẽ phải làm như thế nào? Nó sẽ phải ổn định lại, cân bằng lại thị trường.
thì lúc đó mới có cái lượng cầu tham gia chứ, đúng không anh chị? Còn bây giờ nó mà đánh như thế này thì thôi cho nó đánh một mình, nó chơi một mình các anh ạ. Đấy, đấy là cái quan điểm của mình. Còn hôm nay nhìn về thị trường thì chúng ta có thể thấy là cái điểm chỉ số này, thị trường tăng 19,61 điểm lên mốc 1188,88. À, cái này là một cái sự sắp đặt. Đấy, chỉ số thì tăng 1,68%. Còn điểm thì dừng lại là 1188,88. Nói chung là đây là một cái sự sắp đặt của các đội lái, nó điều khiển điều tiết thị trường quá là kinh các anh chị ạ. Thì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền hôm nay nó đã quay trở lại với những cái nhóm ngành như ngân hàng, dầu khí. Hôm qua bán như kiểu sắp phá sản đến nơi rồi. Hóa chất, phân bón cũng bán như sắp phá sản đến nơi. Hôm nay nó kéo ngược lại luôn được. Đấy, bán lẻ nữa anh chị em nhé. Bất động sản thì hôm nay nó có cái phần hạ nhiệt ở trong phiên, tuy nhiên ở cuối phiên thì nó cũng đã có những cái nhịp mà nó kéo trần những cái cổ phiếu như cổ phiếu Đích, cổ phiếu Shell. Đấy, là những cái cổ phiếu mà như mình đã vẽ ngày hôm qua, vẽ cái mẫu hình của nó ấy. Thì mọi người thấy ở đây là MACD của con Đích này nó cũng chưa có sự hình thành hai đáy MACD, thì cái rủi ro nó vẫn còn tiềm ẩn nha anh em nhá. Thì khả năng nó lên một cái nhịp hồi lên đến đường M20. Đấy, đấy là mình cho là nó khỏe lắm thì nó sẽ hồi lên cái đường M20. Sau đó nó quay xuống nó test đáy thì lúc đó anh chị em xem xét, anh chị em mua. Nó còn một nhịp hồi nó trung hạn, nó còn tốt hơn anh chị em nhá. Bởi vì mọi người có thể thấy là cái vùng này là cái vùng kẹp hàng rất nhiều của các anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Thì lên đến cái vùng này, cái áp lực bán nó rất là nhiều, cái áp lực bán nó có thể bán thụt đầu của cái nhịp lên này. Và mọi người thấy là khi lên thì nó không có cái lượng cầu nhiều lắm. Đấy, chứng tỏ rằng bây giờ là đang là cái trạng thái mà lái nó kéo cổ phiếu. Anh chị em nhà đầu tư chúng ta kẹp hàng, chúng ta chán quá, chúng ta không buồn bán nữa rồi. Nhưng anh chị em nào mà cầm tiền, đấy, có thể thử một chút vị thế 10%, 20% để tham gia cái nhịp này. Thì chúng ta thấy thể hiện là cái sự thiếu cầu ở đây. Khi thị trường đi lên mà thiếu cầu thì rất dễ lên đến các vùng kháng cự này nó bán ra thì phải cứ phải gọi là cái bán rào 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 lên đến đây. Cái phiên hôm nay, cái phiên tăng thứ hai thì chưa có lượng cung lắm đâu. Đấy, lượng cung người ta còn đang chờ đợi ở trên vùng này. À, như cái tâm lý của anh chị em mình ấy, khi một cái cổ phiếu chúng ta kẹp khá là lâu rồi, khi nó lên thì chúng ta thường có xu hướng chúng ta cầm thêm, chúng ta chờ đợi những cái phiên nó lên cao hơn nữa về cái giá vốn của mình, thì lúc đó chúng ta mới có xu hướng chúng ta bán cổ phiếu xuống, đúng không ạ? Thì thị trường đợt này nó đánh cũng như vậy, anh chị em nào cũng thế, cũng lỗ rồi, lỗ khá là sâu rồi. Anh chị em nào mua ở trên này xuống đây cũng lỗ khoảng 72% rồi, anh chị em nào mua ở đây xuống đây cũng lỗ khoảng 50% rồi, thì có ai mặn mà với cái việc bán cổ phiếu nữa hay không ạ? Trừ khi anh chị mua bằng cái phần tiền vay của công ty chứng khoán thì may ra chúng ta bị forced sell, chúng ta bị công ty chứng khoán họ bán đi, chứ không chẳng ai đời mà mua để lỗ như thế rồi mới bán nhá anh chị nhá. Thì những cái đoạn này là còn sót lại những anh chị nào mà mua bằng tiền tiền thịt không phải tiền vay thì chúng ta cố chấp cầm đến đoạn này và cũng chán nản cái việc bán cổ phiếu rồi, cầm đến âm 50-70% thì còn ai muốn bán nữa, đúng không mọi người? Thì cái đội lái nhà tạo lập người ta kéo cổ phiếu lên để người ta dụ những cái lượng mà tham gia ở cuối này, nhưng cũng chắc cũng không dụ được nhiều đâu, bởi vì là đợt tham gia này theo mình nghĩ là cũng chỉ bắt cái tỷ trọng nhỏ thôi. Hầu hết mọi người chỉ bắt là để lấy cái vị thế để chơi với cái nhịp hồi thôi. 10-20% là chính, chứ chẳng có ai full margin ở cái đoạn như này. Mà nhất là nó là cái đáy số 1 nha anh em nhé. Chẳng có ai full margin đâu. Đấy. Thì mọi người có thể thấy là đây, nó vận động xanh tím đây. Thì chuyển động của thị trường chúng ta có thể thấy là các cái cổ phiếu như dầu khí này, ngân hàng này, bán lẻ này, ngân hàng này, rồi các thứ kéo thị trường. Nhưng mình nghĩ rằng cái nhịp kéo này nó cũng
vẫn phải chờ đợi thêm nếu anh chị em nào không tham gia kịp những cái nhịp vừa rồi. Và khối ngoại ở đây là chúng ta thấy là nó mua dòng 353 tỷ và tập trung mua bán lẻ và ngân hàng anh em nhé, dầu khí nữa. Dầu khí, bán lẻ, ngân hàng là những cái cổ phiếu mà người ta mua dòng trong cái phiên ngày hôm nay. Tự doanh thì chúng ta có thể thấy là hôm nay mới cập nhật cái phiên ngày 22, tự doanh thì hôm qua bán dầu khí, ngân hàng này. Đấy, và mua bán lẻ qua họ tập trung mua bán lẻ. Thì cái cảm giác mà hôm qua mọi người cắt lỗ ở cái phiên này thì mình thấy chắc chắn là mọi người sẽ có những cái cảm giác tiếc nuối, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Đấy, cái sợi dây kinh nghiệm của chúng ta cần phải rút rất là nhiều vì đầu tư trên thị trường chứng khoán mà. Những cái phân tích nó chỉ là những cái xác suất, và chúng ta muốn tồn tại lâu dài thì chúng ta phải có những cái phương pháp phân tích của riêng mình. Thứ hai là chúng ta phải có phương pháp quản trị rủi ro của riêng mình. Đấy. Khi chúng ta cứ liên tục mà chúng ta mua bán thì chúng ta rất dễ dính phải những cái nhịp trình. Và cái phiên hôm nay và cái phiên hôm qua thì mình nghĩ rằng hai cái phiên này nó sẽ ghép lại thành một phiên. Và chúng ta bắt đầu tính hôm nay là cái ngày đầu tiên tạo đáy số 2 anh em nhé. Hôm qua là một phiên giảm, hôm nay là một phiên nến xanh bao trùm, thì chúng ta sẽ tính đây là cái phiên thứ nhất, giống như cái phiên thứ nhất tạo đáy là cái phiên này này. Và chúng ta cũng chờ đợi một cái ngày bùng nổ theo đà lần 2. Đấy. Cái ngày bùng nổ theo đà này thì nó đã thất bại vì nó bị giảm xuống như thế này rồi. Đây là quay xuống test lại cái đáy của thị trường. Thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái ngày bùng nổ theo đà tiếp theo tính từ ngày hôm nay. Đó là phiên tạo đáy thứ nhất. Chúng ta sẽ tính ngày hôm nay là phiên tạo đáy thứ nhất nha anh em nhé. Và chúng ta vẫn phải cẩn trọng với thị trường. Thì thị trường ngày mai thì mình nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục nó vận động ở trong một cái biên độ hẹp này thôi. Đấy. Nhưng qua mình cũng nhận định là thị trường nó sẽ vận động trong biên độ hẹp thôi. Nó cũng không tăng lên được nhiều mấy đâu. Thì đợt này thì mọi người, rất nhiều người là nghĩ rằng cái thị trường nó sẽ lên được tầm 1250 đến 1270, là 1250 là đến MA20 đấy mọi người ạ. Lên được 1250 là cũng là một cái cố gắng và nỗ lực của thị trường nếu không có phiên bùng nổ theo đà anh em nhé. Và cái phiên hôm nay kết thúc thì nó chỉ giao dịch với cái giá trị thị trường là 10.000 tỷ thôi. Nó thấp hơn rất là nhiều so với phiên hôm qua. Hôm qua là khoảng 13 hay 14.000 tỷ gì đó. Thì hôm nay nó mất đi 4.000 tỷ rồi. Cái dòng tiền mà nó đã bị đi đâu mất rồi. Thì chúng ta vẫn phải chờ đợi. Cái đoạn này không phải là cái đoạn dễ kiếm tiền để anh em có thể lao vào anh em chơi đâu nhá. Chúng ta nhìn thị trường xanh tím như thế này thôi. Nhưng khi chúng ta lao vào mua ấy, thì chúng ta rất dễ dính phải những nhịp nó giảm, nó lên đây, nó xanh tím xong bắt đầu nó quay đầu nó giảm. Thì đó là sẽ là rất là rủi ro đối với anh chị em. Đã lỗ lại còn lỗ thêm. Lỗ người ta gọi là lỗ kép ấy. Đã không gỡ lại được đồng nào rồi. Quay ra mua bán, đua xanh đua tím rồi lại lỗ. Đấy. Hôm nay mình biết rất là nhiều người mua những cái cổ phiếu như cổ phiếu của Đích này. Cổ phiếu của Shell này, sau khi nó quay đầu nó tăng nha anh em nhá. Và theo như những cái cao thủ ấy thì người ta bắt cổ phiếu từ hôm ngày thứ hai rồi anh em ạ. Người ta bắt từ thứ hai này, thứ ba người ta bắt tiếp. Sau đó thứ tư, thứ năm là người ta chốt dần. Thứ năm đây nhá, người ta sẽ bắt như này. Người ta sẽ bắt ở cái phiên thứ hai này. Thứ ba giảm sàn người ta bắt tiếp. Rồi đến ngày thứ hôm nay nó tăng lên một phiên, hôm qua nó tăng một phiên trần, hôm nay nó tăng một phiên trần thì người ta bắt đầu lấy những cái lượng hàng thứ hai người ta chốt ra anh em nhé. Và đến cái phiên ngày mai là người ta chốt hết cái lượng hàng của cái ngày thứ ba này về. Thì trung bình giá của hai cái phiên mà người ta bắt đều bắt đáy ấy, thì nó cũng ở cái vùng lưng lửng này thôi. Đấy. Và hôm nay người ta chốt lãi thì vẫn có lãi đúng không anh em? Chốt lãi hàng thứ hai mà mua trung bình ở cái phiên tiếp ngày thứ ba thì họ vẫn còn lãi đúng không anh em? Và ngày mai là cái phiên mà những cái cao thủ đó người ta chốt nốt cái phần hàng về còn lại anh em nhé. Thì mọi người cũng cần phải cẩn trọng khi mọi người mà tham gia mua ở cái phiên ngày hôm nay. Khi anh em mà hồ hởi lên tàu ấy
thì những cái người họ đánh tốt ấy, họ là cái phiên chốt lãi của họ rồi. Đấy, đó là một cái nghịch lý của thị trường. Khi mọi người hoảng loạn bán ra thì người ta mua vào. Đấy. Và có thể đội lái là người ta cũng đánh theo phong cách đó, anh chị em hiểu không? Đội lái người ta đánh. Thứ hai, mọi người bán nhiều đúng không? Người ta mua. Thứ ba, mọi người tiếp tục mọi người bán đúng không? Người ta tiếp tục người ta mua. Hai phiên trung bình thì người ta trung bình ở giá là ở giữa này. Đấy. Nó thấp thấp hơn nhiều. Và đến phiên ngày hôm nay tăng trần gì? Người ta chốt hàng nhá. Ngày mai tăng trần tiếp đúng không? Người ta chốt tiếp hàng. Để trong trong tuần để 2 ngày cuối tuần người ta sẽ không phải lo ngại gì về cái việc là thông tin này thông tin kia. Lúc đó thì họ sẽ tuôn những cái thông tin xấu ra chẳng hạn. Thì lúc đó người ta chẳng cầm một cổ phiếu nào nữa rồi. Người ta đã vào trạng thái an toàn rồi, cầm tiền rồi. Tiếp tục nếu thông tin xấu ra giảm tiếp xuống test cái đáy thứ hai. Ví dụ mai tăng trần tiếp xong là xuống test cái đáy thứ hai. Khéo người ta lại mua tiếp anh em nhá. Và anh chị em nhỏ lẻ chúng ta ấy, thì những cái phiên mà giảm sàn như thế này có mấy ai dám mua không ạ? Tiếp theo hôm sau giảm sàn có mấy ai dám mua không ạ? Hay là chúng ta nhìn thấy phiên này tím không mua được rồi. Đến hôm nay nó tím tiếp thôi lao vào mua thôi. Đấy. Thì các anh em mà mua ngày hôm nay là các anh em đang mua lại lượng hàng của những cái người mà người ta bắt từ hôm thứ hai anh em ạ. Đấy, và ngày mai hàng thứ ba về người ta tiếp tục người ta chốt thì anh em lại nhảy vào anh em mua. Đấy. Và đến cái lực mà người ta chốt hàng nhiều vào cái phiên ngày thứ ba chẳng hạn thì bắt đầu là tạo lập họ tiếp tục họ đạp cổ phiếu xuống. Thì đó là một cái kịch bản mà nhỏ lẻ chúng ta rất dễ mắc bẫy. Chúng ta thường xuyên vướng phải những cái bẫy như thế này trên thị trường. Và vì thế mọi người phải thật sự tỉnh táo. Mọi người phải thật sự tỉnh táo trong giai đoạn này nhé mọi người nhé. Nếu chúng ta không nắm chắc kỹ thuật, chúng ta không biết cách bắt đáy thì tốt nhất chúng ta nên cầm tiền. Chúng ta ngồi chờ những cái nhịp mà nó test lại cái đáy số 2 này. Thì lúc đó chúng ta nhảy vào chúng ta có thể bắt đáy ở cái đáy số 2 này. Còn cái đáy số 1 này là tương đối là khó nha anh em nhé. Cái đáy số 1 này phải là cao thủ thì người ta mới chơi được cái đáy số 1 này. Đấy, và mình vừa phân tích thì mọi người cũng đã hiểu được cái nguyên lý mà tại sao hôm nay nó kéo tím. Đấy. Cầu không có mấy nhá, vẫn kéo tím để người ta chốt hàng này. Người ta dụ những cái lượng hàng, những cái lượng cầu ít ỏi vào để người ta bán lại những cái cổ phiếu mà người ta mua ở hôm thứ hai và hôm thứ ba. Hôm thứ ba thì ngày mai sẽ bán được và hôm nay là bán những lượng cổ phiếu của ngày thứ hai anh em nhé. Thì anh em cũng cần phải cân nhắc thật là kỹ khi chúng ta đầu tư mà chúng ta chưa có cái phương pháp kỹ thuật tốt đấy. Anh chị em xem video thì nhớ để lại cho mình một like và một phần đăng ký kênh để những video sau mình có động lực mình làm tốt hơn, phân tích cho anh em những cái tâm lý mà tạo lập người ta làm cho anh em dễ bị mắc mưu. Đấy. Và hôm nay là một cái phiên mà mọi người hồ hởi lên tàu nhá. Ví dụ như cổ phiếu PVS này. Hôm nay rất nhiều người mua cổ phiếu này bởi vì mọi người là phân tích theo cái phân tích kỹ thuật là mọi người bắt cái đáy số 3 của nó, đúng không ạ? Và nhưng mà mọi người thấy là cái lượng lượng cầu nó ít ỏi như thế này mà cổ phiếu kéo trần thì đó là một cái điều rất là bất thường đối với cổ phiếu. Thì anh chị em vẫn phải cẩn thận những cái nhịp này. Chúng ta không có gì là chúng ta phải chủ quan được. Bởi vì dầu ở thế giới nó liên tục nó giảm chứ không phải nó tăng nha anh em nhé. Và hiện nay cái nước Mỹ thì nó liên tục là nó làm đủ mọi biện pháp để nó kìm hãm lại cái đà tăng của hàng hóa. Thế nên anh chị em nhà đầu tư chúng ta và cái giá dầu nó cũng vậy. Thế nên anh chị em nhà đầu tư chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng để mua bán trong giai đoạn này. Đấy. Nếu chúng ta không có phương pháp kỹ thuật tốt thì tốt nhất chúng ta cầm tiền. Chờ đợi khi nào thị trường nó ổn định thì chúng ta vào chúng ta mua cổ phiếu sau. Đó là cái phương pháp mà đầu tư giai đoạn này. Và mọi người có thể thấy là VN Index của chúng ta còn chưa tạo được cái đáy MACD. Khi nào mà nó tạo được cái đáy MACD thì chúng ta vào thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó an toàn hơn. Và lúc đó thị trường sẽ dễ kiếm tiền hơn giai đoạn này.
Đấy, và những cái cổ phiếu này nó đều chưa kết thúc cái pha điều chỉnh anh em nhé. Nhìn MACD nó vẫn cắm đầu như thế này. Nếu chúng ta mua quá sớm thì chúng ta vẫn có thể dính phải những cái nhịp mà nó điều chỉnh, nó quay lại, nó test lại một lần nữa. Thì đó là một cái rủi ro rất lớn đối với anh chị em nào mua cổ phiếu ngày hôm nay, đối với cổ phiếu như PVS đấy. Và hôm nay có thể là một cái cây mà mua phiên đầu tiên, nhưng mà hầu hết khi nó lên trần rồi thì chúng ta mới để ý chúng ta mua được cổ phiếu này. Còn hiếm khi ai có thể mua được bắt đáy ở cái dưới đoạn này đó. Bởi vì là những cái cổ phiếu này nó rơi 3 cây rồi. Đấy, rơi 3 cây mất 30% rồi. Thì anh chị em nào dám liều để mà nhảy vào mua một cái cây như thế này không? Đấy, đấy là cái những cái phân tích của mình về những cái cổ phiếu hôm nay nó tăng. Thì đó cũng là một cái để anh chị em chúng ta có thể tham khảo để chúng ta đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới nha anh em nhé. Anh chị em nào chưa có người tư vấn thì mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo đang chạy ở dưới màn hình. Mình sẽ hỗ trợ anh chị em. Đấy. Tư vấn anh chị em các mã cổ phiếu để làm sao chúng ta có điểm mua, điểm bán tốt. Và anh chị em nào đang bị kẹp hàng thì mình cũng có thể là hướng dẫn và cơ cấu cho các anh chị em trong những cái phiên mà nó có nhịp hồi của thị trường nha anh em nhé. Và mọi người nhớ để lại cho mình một like và một phần đăng ký kênh để những video sau mình làm được tốt hơn và có động lực để truyền cho các anh em những cái kiến thức mà mình đúc kết lại ở trên thị trường mà mình biết được, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đấy. Và các anh chị em nào hôm nay còn tiếc những cái cổ phiếu mà hôm qua mình đã chốt cắt lỗ thì mọi người cũng cũng nên tạo cho mình một cái tâm lý, đó là khi mà mình đã quyết tâm mình cắt lỗ cổ phiếu rồi thì mình sẽ không suy nghĩ về cái việc đấy nữa, bởi vì là mình phải đặt ra một cái tình huống khác, đó là nó rơi 3 cây, ví dụ như con PVS này nó rơi 3 cây mất 30% rồi đúng không ạ, mà hôm nay nó hồi lại được 10% cho anh chị em mình. Ví dụ hôm nay nó rơi tiếp một cây nữa 10% thì sao? Đấy. Anh chị em mua ít tiền thì nó không thấm là bao, nhưng đối với các anh chị em mà đi lượng vốn nó nhiều, rơi 3 cây như thế này, ví dụ đi anh chị em đi 1 tỷ đi, rơi 3 cây như thế này anh chị em mất 300 triệu rồi ạ, đúng không ạ, đúng không, 30% là mất 300 triệu rồi. Ví dụ anh chị em mua 1 tỷ cái mã PVS 300 triệu đấy, mất 30%, chúng ta không cắt, hôm nay nó mà rơi thêm một cây nữa 40% thì sao? Một ngày mất 100 triệu mọi người có chịu nổi được không ạ? Mất thêm 100 triệu mọi người có chịu nổi không? Đấy, cái trường hợp này thì nó quay đầu nó tăng, nó gỡ lại 10%, hôm nay nó còn rơi xuống đáy này. Hôm nay nó còn rơi rất là mạnh xuống đáy và nó với hồi nhá anh em nhá. Thì nếu mà nó tiếp tục rơi như buổi sáng nay thì chúng ta sẽ xử lý ra sao? Chúng ta hôm nay với cắt cắt thêm mất thêm 10%, một ngày mất thêm 100 triệu thì mọi người có chịu đựng được không ạ? Và mình thấy ở đây là MACD nó vẫn rơi thẳng tắp như thế này thì cái khả năng hồi của nó cũng chưa biết thế nào. Hôm nay hồi nhưng mà không có khối lượng anh em nhá. Đấy, thì chúng ta vẫn phải chờ đợi những cái nhịp mà thị trường nó có đủ điều kiện thích hợp thì chúng ta mới chơi. Đấy, ví dụ nó có phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta nhảy vào, chúng ta sẽ lựa chọn những cổ phiếu. Còn nó không có phùng đổ theo đà, nó cứ lình xình ở trên đoạn này, lên đến đoạn này là nó lại giảm nữa thì tốt nhất là chúng ta cầm tiền. Chúng ta cầm tiền giai đoạn này nó sẽ tâm lý sẽ thoải mái hơn và chúng ta có thể tĩnh tâm và chúng ta đưa ra những cái lựa chọn nó tốt hơn trong cái giai đoạn đầu tư sau của anh em nhé. Đấy, thì hôm nay video hôm nay thì mình cũng làm ở đây và cũng tâm sự với các anh chị em những cái phương pháp mà quản trị rủi ro của mình, cũng như đưa ra các cái bài toán tâm lý của tạo lập họ đang thể hiện cho anh chị em nhà đầu tư chúng ta xem ở trên thị trường, để mọi người có một cái góc nhìn khách quan, mọi người đánh giá xem và mọi người có thể tham khảo nha anh em nhé. Đấy, còn anh chị em nào chưa có người tư vấn thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo. Đấy, thì mình sẽ hỗ trợ anh chị em mình 24 trên 7 để anh chị em mình có thể đầu tư cho nó tốt hơn trên thị trường chứng khoán. Và mình cũng xin phép dừng video ở đây. Xin chúc anh chị em luôn có một cái sức khỏe tốt và chúng ta sẽ minh mẫn, thực sự minh mẫn để đầu tư trên thị trường chứng khoán đầy rẫy những cái khó khăn như thế này.
để chúng ta có thể chiến thắng thị trường trong những cái giai đoạn sau, trong khi thị trường ổn định và có một cái nhịp gọi là nhịp hồi trong trung hạn, thì lúc đó sẽ là cái cơ hội kiếm tiền của anh chị em nhà đầu tư chúng ta. Đấy. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em nhà đầu tư trong những video tiếp theo.